Xin chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, những sóng lạnh liên tiếp dồn xuống phía Nam khiến cho nền nhiệt độ các tỉnh miền Bắc nước ta giảm xuống khá sâu. Vào thời điểm sáng sớm chỉ dao động trong khoảng từ 7 cho đến 10 độ. Riêng khu vực vùng núi cao như là tại Sapa ở Lào Cai và Mẫu Sơn ở Lạng Sơn thì nhiệt độ chỉ khoảng từ 0 đến 1 độ. Và ban ngày thời tiết khô giáo có lúc hừng nắng, tuy nhiên nhiệt độ cao nhất được dự báo cũng không vượt quá mức 16 độ. Một điều cần đặc biệt lưu ý nữa, đó là độ ẩm không khí tại khu vực Bắc Bộ những ngày qua cũng như là trong ngày hôm nay xuống khá thấp, chỉ trong khoảng từ 40 cho đến 50% vào lúc trưa chiều, cho nên quý vị và các bạn cần bổ sung đủ nước cho cơ thể, tránh bị mất nước sẽ gây ra vấn đề về thận và khó tiêu. Lui xuống các tỉnh miền Trung, ngày hôm nay nền nhiệt độ khu vực sẽ tiếp tục giảm thêm do tác động của khối không khí lạnh xuống khu vực này. Bắc Trung Bộ sẽ là nơi có nhiệt độ thấp nhất, vào đêm và sáng sớm chiều vào khoảng từ 9 cho đến 12 độ. Tình trạng rất đậm rất hại vẫn sẽ duy trì do nhiệt độ cao nhất ngày tại đây chỉ dao động từ 14 cho đến 16 độ. Các tỉnh từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam trở vào cho đến Quảng Ngãi có nền nhiệt độ cao hơn. Dự báo trưa chiều nay, nhiệt độ hầu hết các nơi sẽ phổ biến từ 17 cho đến 21 độ. Tuy nhiên, do xuất hiện mưa nhỏ vào sáng sớm cho nên thời tiết khu vực này sẽ khá rét. Xuống đến Nam Trung Bộ, thời tiết tiếp tục duy trì trạng thái khô giáo, trời hầu như là không mưa, còn vào ban ngày có nắng. Nơi đây ít chịu tác động của khối không khí lạnh, cho nên nhiệt độ duy trì ở ngưỡng mát mẻ, thấp nhất ở vào khoảng từ 19 cho đến 23 độ và cao nhất là từ 26 cho đến 29 độ. Vẫn với nền nhiệt độ ở trong khoảng từ 26 đến 29 độ ở các tỉnh Tây Nguyên và từ 30 cho đến 32 độ ở các tỉnh thành Nam Bộ. Thêm vào đó, thời tiết các khu vực này tiếp tục duy trì trạng thái ít mưa và có nắng vừa phải, cho nên sẽ thuận lợi cho các hoạt động sản xuất, lưu thông cũng như những sinh hoạt thường nhật của người dân. Tuy nhiên, vào ban đêm và sáng sớm, do sự khuếch tán nhẹ về phía nam của khối không khí lạnh, cho nên nhiệt độ khu vực sẽ xuống khá thấp, chỉ trong khoảng từ 13 đến 17 độ tại vùng cao nguyên và từ 19 cho đến 23 độ tại khu vực Nam Bộ. Người dân cần có trang phục ấm áp khi ra đường vào thời điểm này. Tiếp nối bản tin sẽ là thông tin thời tiết cụ thể tại các đô thị lớn trên cả nước. Thưa quý vị và các bạn, do nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh kết hợp với trường gió phân kỳ trên các tầng khí quyển trên cao, cho nên thủ đô Hà Nội trong ngày hôm nay vẫn duy trì trạng thái thời tiết khô giáo nhưng khá rét buốt. Nên nhiệt độ vào sáng sớm và ban đêm tại đây trở vào khoảng từ 9 cho đến 11 độ. Đến trưa chiều, chiều trời có lúc xuất hiện nắng nhẹ và nền nhiệt độ tăng dần, trạng thái rét buốt trên khu vực mới giảm dần. Tuy nhiên, nhiệt độ cao nhất ngày tại Hà Nội cũng chỉ dao động xung quanh mức 14 cho đến 16 độ. Độ ẩm trong không khí giảm thấp vào thời điểm trưa chiều chỉ còn 40%. Nằm ở khu vực Trung Du miền núi Bắc Bộ cho nên trong ngày hôm nay, thành phố Việt Trì của tỉnh Phú Thọ có nền nhiệt độ khá thấp. Sáng sớm và ban đêm, nhiệt độ tại thành phố chỉ trong khoảng từ 8 cho đến 10 độ. Trưa chiều mặc dù trời hưởng nắng, nhưng nhiệt độ cao nhất cũng chỉ tăng lên đến mức 14 cho đến 15 độ. Theo nhận định thì tình trạng rất đậm, rét hại sẽ vẫn còn kéo dài thêm 1 đến 2 ngày nữa. Vì vậy bà con nên lưu ý phòng chống rét cho cây trồng và vật nuôi. Tương tự như thủ đô Hà Nội và thành phố Việt Trì, ngày hôm nay thành phố Hải Phòng cũng nằm sâu trong khối không khí lạnh cường độ mạnh, cho nên thời tiết hầu như là không mưa nhưng khá rét buốt. Nhiệt độ thấp nhất ngày cũng chỉ trong khoảng từ 9 đến 10 độ và buổi trưa có lúc hừng nắng nhẹ với nhiệt độ cao nhất không vượt quá 15 độ. Trên vùng biển thì gió đông bắc vẫn còn hoạt động mạnh cho nên vẫn gây ảnh hưởng đến việc lưu thông của tàu thuyền. Trong ngày hôm nay, mưa nhỏ vẫn xảy ra trên địa bàn thành phố biển Đà Nẵng. Lượng mưa không nhiều, nhưng mà tình trạng nhiều mây sẽ khiến cho nền nhiệt độ cao nhất tại thành phố không vượt quá mức 21 độ. Và ban đêm và sáng sớm, nhiệt độ chỉ trong khoảng từ 16 cho đến 17 độ. Với những người dân Đà Nẵng trở vào phía Nam thì đây là ngưỡng nhiệt độ khá thấp và mang lại cảm giác rét. Chính vì vậy, quý vị cần lưu ý có trang phục ấm áp để không ảnh hưởng đến sức khỏe. Càng xuống phía Nam, thời tiết càng trở nên ấm áp hơn. Do nằm ở phía Nam của khối không khí lạnh cho nên thành phố Hồ Chí Minh duy trì trạng thái thời tiết ít mưa, ngày nắng kéo dài với ngưỡng nhiệt độ cao nhất ngày tăng lên từ 31 cho đến 32 độ. Tuy nhiên, vào thời điểm trưa chiều, độ ẩm khu vực thường xuống khá thấp, chỉ khoảng 55%. Đây là nguyên nhân khiến cho nguy cơ cháy nổ rất dễ xảy ra, đặc biệt thời điểm này đang gần đến Tết Nguyên đán, cho nên nhu cầu tích trữ hàng hóa tại các khu chứa càng gia tăng cũng nằm trong xu thế thời tiết chung của các tỉnh Nam Bộ, nhưng Cần Thơ là thành phố thuộc khu vực miền Tây, cho nên mức độ khô hanh có phần giảm bớt hơn so với thành phố Hồ Chí Minh. Với trạng thái thời tiết không mưa, nắng diễn ra gián đoạn và biên độ nhiệt trong ngày hôm nay dao động từ 24 cho đến 30 độ, thì Cần Thơ cũng là nơi khá thuận lợi cho các hoạt động sản xuất lưu thông cũng như những sinh hoạt thường nhật của người dân. Đến đây, bản tin thời tiết đô thị ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.